khô khốc, nứt nẻ, hoàn toàn không thể canh tác trồng trọt bất cứ cây trồng gì. Đây là những hình ảnh ghi nhận tại cánh đồng xã Gia Canh, huyện Định Quán. Cánh đồng rộng hàng trăm hecta nhưng buộc phải bỏ hoang vì không có nước tưới. Chúng tôi ở đây làm ruộng không có nước nôi, chờ cái hồ ròn nước lâu lắm rồi mà giờ vẫn im xuôi tới giờ không có gì hết. Hồ Cà Ròn mà người nông dân vừa nhắc tới là một dự án hồ thủy lợi để cung cấp nước tưới cho hơn 630 hectare đất nông nghiệp tại huyện Định Quán. Nhưng đây là những gì dự án này đã làm được sau gần 1 năm rưỡi khởi công. Hiện công trình đang phải tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng và vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ. Cái thủy lợi nó không có, chính vì vậy mà sản xuất chỉ có phụ thuộc vào trong cái mùa mưa. Để hiện nay là khoảng 6 tháng mùa khô là người dân để đất trống, không thể sản xuất được. Thì cũng mong các cấp chính quyền quan tâm về cái sản xuất nông nghiệp tại địa phương, làm các cái công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Còn tại huyện Tân Phú, cánh đồng 5 sao rộng hơn 200 hectare ở xã Phú Bình cũng đang đối diện với nguy cơ thiếu nước do kênh mương xuống cấp. Mặc dù nằm ngay cạnh kênh mương, nhưng ruộng lúa của nông dân này vẫn bị thiếu nước. Để lấy được nước vào ruộng thì phải đắp chặn rất vất vả như thế này. Nói chung là kênh mương này là làm lâu rồi. Thì ngày xưa là nhà nước cũng có làm nhưng mà nó lâu quá nó sập. Điều tiết nước thì cũng được nhưng mà nó bị chậm. Nó không có thông. Bây giờ mong các cấp chính quyền xem xét là làm lại cho bà con mùa vụ khô để tưới tắm cho nó suôn sẻ. Tuyến kênh này đã được đầu tư cách đây khoảng 25 năm, dài khoảng 6 km, phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ cánh đồng. Nhưng nay, tuyến kênh đã xuống cấp trầm trọng. Tôi cũng đề nghị là các cấp, các ngành ở tỉnh, đặc biệt là cái công ty một thành viên thủy lợi khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai quan tâm sớm đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cái tuyến kênh này hoàn thiện để cho bà con trên địa bàn được sản xuất canh tác trúng vụ, trúng mùa. Khô hạn không thể canh tác. Nơi có dự án hồ thủy lợi thì chưa làm, nơi có kênh mương lại xuống cấp và chịu thiệt trước mắt vẫn là nông dân.